Sáng nay ngày 25 tháng 2, Ban Liên lạc Đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt Đồng hương Bến Tre mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Về tham dự buổi họp mặt có Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Bến Tre có bà Hồ Thị Quảng Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, các huyện, thành phố Bến Tre. Tại buổi họp mặt, các đại biểu và hơn 1.000 bà con đồng hương Bến Tre sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận được xem clip báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2023 với các hoạt động vận động, ủng hộ vật chất cho quỹ khuyến học, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xây dựng giao thông nông thôn và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre với tổng số tiền đóng góp gần 150 tỷ đồng. Cùng với đó là kế hoạch hoạt động của Ban Liên lạc trong năm 2024. Phát biểu tại buổi họp mặt, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Quảng Yến đánh giá cao đóng góp của Ban Liên lạc Đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua và thông tin đến Đồng hương những nhiệm vụ, dự án trọng điểm của Bến Tre trong thời gian tới, kêu gọi bà con Đồng hương cùng hướng về đóng góp cho quê nhà ngày càng giàu đẹp. Những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua là nhờ sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt phải kể đến sự đóng góp rất lớn của những người con Bến Tre khắp mọi miền đất nước, trong đó có bà Ban Liên lạc Đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh, bà con Đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào năm 2024 với khí thế khát vọng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân Bến Tre, tôi trân trọng đề nghị và mong muốn những người con quê hương Bến Tre đang công tác, học tập, lao động, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đóng góp nguồn lực, trí tuệ, hưởng ứng đợt cao điểm thi đua đồng khởi mới, cùng quyết tâm tăng tốc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và hướng tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, đồng thuận, phấn đấu, nỗ lực, tận dụng thời cơ, bứt phá lợi thế, vượt qua khó khăn, quyết tâm, bứt phá thực hiện thắng lợi nghị quyết của tỉnh ủy năm 2024. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, một lần nữa tôi trân trọng ghi nhận, đánh tri ân và đánh giá cao những hỗ trợ giúp đỡ quý báo của quý lãnh đạo, quý đại biểu, cô chú anh chị trong Ban Liên lạc, quý bà con đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua và chân thành kêu gọi sự tiếp tục quan tâm, hỗ trợ từ các cô chú anh chị, quý bà con đồng hương trong thời gian tới với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên, bằng sự gương mẫu của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng hành, đồng lòng của toàn tập thể nhân dân trong và ngoài tỉnh, tin rằng năm 2024 và trong thời gian tới, tỉnh nhà sẽ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Nhân đây, tôi cũng thay mặt lãnh đạo tỉnh Bến Tre cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các quận huyện của thành phố đã luôn quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi nhất về đời sống, học tập, làm việc, sản xuất kinh doanh của bà con đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh để bà con được cống hiến, cùng góp sức xây dựng thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu của chúng ta ngày càng phát triển. Tại buổi họp mặt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng 1.000 phần quà cho đại biểu là người Bến Tre sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận thành tích tiêu biểu, tấm lòng và sự đóng góp của quý đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã khen thưởng cho 8 tập thể và 28 cá nhân đã tích cực đóng góp vào công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà, đặc biệt là chương trình hoạt động nghệ thuật Ân Nghĩa Quê Dừa Khát Vọng Dương Xa nhân kỷ niệm 64 năm ngày Bến Tre đồng khởi, và 4 cá nhân đã tích cực vận động, ủng hộ vật chất, xây dựng giao thông nông thôn, thực hiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Bến Tre trong buổi họp mặt truyền thống lần thứ 34 mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.